Chào các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại Việt Nam Quốc Tự ở đường 3 tháng 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình và chia sẻ cho các bạn xem những dàn xe hoa, những chiếc xe hoa phải nói là cực kỳ đẹp luôn các bạn, được ban tổ chức thực hiện mấy ngày nay để mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2567, dương lịch 2023 sẽ được diễn ra từ ngày mùng 8 cho đến hết ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão, có nghĩa là năm âm lịch, tháng âm lịch đó nha các bạn. Trong phần xe hoa này thì có nhiều đơn vị trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên là có tổng cộng là trên 10 chiếc xe hoa các bạn, trên chục chiếc, rất là hoành tráng, rất là đẹp. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình để chúng ta cùng tiếp tục tiến vào bên trong để chúng ta xem những chiếc xe hoa phía bên trong nữa. Và đây chính là khuôn viên phía trước Việt Nam Quốc Tự các bạn. Và công trình kế bên đó chính là nhà hát Hòa Bình lúc nãy mình có nói với các bạn. Đại tiện trường chê đúng không? Và đây chính là sân khấu đại lễ Phật Đản nha các bạn. Sân khấu hiện tại là các anh cũng đang chuẩn bị những dàn nhạc, dàn âm thanh, hệ thống ánh sáng. Sân khấu này đã làm rồi trước đây 1-2 ngày rồi nha các bạn, nhưng mà do chiều nay có mưa rất là lớn. Sẽ có chương trình biểu diễn văn nghệ sẽ diễn ra tại đây. Và đây chính là chiếc xe hoa thứ hai. Mình nghe tới là 78 chiếc nên có thể là mình quay không có hết nha các bạn. Mình quay sẽ một số chiếc đặc trưng cho các bạn xem thôi. Chiếc nào mà mình thuận đường thì mình sẽ ghi hình cho các bạn xem luôn. Đây là chiếc xe hoa của Việt Nam Quốc Tự, văn phòng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh, cúng dường đại lễ Phật Đản. Vậy là xe của chủ nhà nha các bạn. Phía trên là có tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc đản sinh. Đây là những bùng lúa. Tranh thủ mình đi nhanh qua các bạn, hiện tại là bên kỹ thuật đang test dàn âm thanh đây. Mình tình cờ gặp được một em học trò đây các bạn, Văn Ngọc ở làm tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em cũng là cựu học sinh của trường trung học phổ thông Che Guevara của Bến Tre nha các bạn. Đây là chiếc xe hoa tiếp theo, xe hoa thứ ba mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đây là của ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi tiếp theo đằng sau nữa các bạn thấy là có nhiều chiếc xe hoa. Và đây là chiếc xe hoa của ban nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Kính mừng đại lễ Phật Đản tưởng niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quang Đức vị Pháp Thiêu Thân năm 1963-2023. Và đại lễ Phật Đản các bạn, có nghĩa là đây là hai lễ nhập một luôn. Và không phải năm nào cũng có diễu hành xe hoa nha các bạn. Sau những năm đại dịch vừa qua thì không có tổ chức. Đây là có thể là lần đầu tiên tổ chức diễu hành xe hoa với quy mô rộng và lớn như thế này. Rồi mình sẽ quay gần chút xíu để cho các bạn xem rõ hơn. Nhờ trời mưa nha các bạn, nhờ trời mưa mình mới quay được, chứ hồi nãy giờ là mọi người tập trung rất là đông, mình rất là khó quay, nên giờ mình sẽ tranh thủ. Đây là chiếc xe hoa của ban văn hóa. Phải nói là những chiếc xe hoa ở tại thành phố có sự khác biệt so với ở vùng quê nha các bạn. Mình thấy rất là đẳng cấp luôn, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Mặc dù là bữa nay trời mưa,
Nhưng mà mình nghĩ rằng ban kỹ thuật chắc cũng đã chuẩn bị trước đó hết rồi. Nên là cho tới bây giờ mình thấy là đoàn xe qua cũng đang sẵn sàng rồi các bạn, trong tư thế sẵn sàng để đi diễu hành vào tối đêm nay. Và đây chính là chiếc xe hoa của ban Phật giáo quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và phía trước các bạn có thể là thấy chân dung của Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp tiêu thân. Xung quanh đó chính là những ngọn lửa nha các bạn. Đây có luôn cả bức tượng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Bức tượng lúc Phật thành đạo nha các bạn. Còn bức tượng ở trên là lúc Phật đản sinh. Và đây chính là chiếc xe hoa của ban thông tin truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là chiếc xe hoa của ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là chiếc xe hoa mừng đại lễ Phật đản và kỷ niệm 60 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức, vị pháp tiêu thân của báo Giác Ngộ các bạn, báo Giác Ngộ. Và mình đã nghe dàn dẫn những tiếng nhạc ngũ âm các bạn. Đó chính là chiếc xe hoa của Phật giáo Nam Tông Khmer Thành phố Hồ Chí Minh. Mình nghe một âm thanh rất là quen thuộc các bạn. Đây là chiếc xe hoa của Phật giáo Nam Tông, đại diện Phật giáo Nam Tông Khmer tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễu hành vào tối đêm nay. Các bạn có thể là nhìn thấy những hình, những cái chấp nhọn y như cái nóc chùa các bạn, nóc chùa của Phật giáo Nam Tông Khmer. Có tại, thường là các bạn thấy những ngôi chùa tại Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang. Và ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có các bạn, đó chính là ngôi chùa Chanta Rang Say kỳ rồi. Mình có chia sẻ các bạn những hình ảnh về lễ hội đua ghe ngo lần đầu tiên tổ chức tại chùa Chanta Rang Say ở phía trước sông Nhiêu Lộc Thị Nghè. Và đây chính là chiếc xe hoa đại diện cho Phật giáo Nam Tông Khmer. Thank you.
Và đây chính là chiếc xe hoa của Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và đây chính là chiếc xe hoa của Ban Giáo dục Thành phố, Ban Giáo dục Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Và đây chính là chiếc xe hoa của Ban Hướng dẫn Phật tử. Và đây chính là chiếc xe hoa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Hoằng Pháp. Và đây chính là chiếc xe hoa của Ban Từ thiện Xã hội trong ngày đại lễ Phật đản và 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp Thiêu Thân ngày hôm nay. Và đây chính là chiếc xe hoa của Phật giáo Khất Sĩ.
gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu.